Xin kính chào quý bà con, thưa quý bà con. Giá mít Thái được cập nhật trưa ngày 13 tháng 4 2023, giá hiện vẫn đang đi ngang nha bà con. Tại Tiền Giang, mít nhất 43.000, mít nhì 33.000, kem lớn 33.000, kem nhỏ 23.000, kem ba 15.000, mít chợ 6.000. Tại Đồng Tháp, An Giang và Long An, mít nhất 42.000, kem lớn 32.000, kem nhỏ 22.000, kem ba 14.000, mít chợ 5.000. Tại Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng và Kiên Giang, mít nhất 41.000, kem lớn 31.000, kem nhỏ 21.000, kem ba 13.000, mít chợ 5.000. Tại Vĩnh Long và Trà Vinh, mít nhất 42.000, kem lớn 32.000, kem nhỏ 22.000, kem ba 14.000, mít chợ 5.000. Ở Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu và Bình Thuận, mít nhất 26.000, kem lớn 20.000, kem nhỏ 10.000, mít chợ 5.000. Tại Tây Ninh, Bình Phước và Tây Nguyên, mít nhất 29.000, kem lớn 22.000, kem nhỏ 12.000, mít chợ 5.000. Giá kênh cập nhật là giá thương lái mua tại vườn, tùy lái tùy đoạn đường vận chuyển xa hay gần, lái bán qua vựa nhỏ vựa trung gian, giá mua sẽ thấp hơn từ 1-2.000 đồng so với giá kênh báo. Giá mít nhất mít nhì hiện nay thì các vựa báo để tham khảo thôi nha bà con, còn lại thì rất là hiếm lấy hàng này. Cảm ơn bà con đã theo dõi kênh, hãy nhớ nhấn nút đăng ký kênh, nhấn nút thích video cũng như có thể bình luận để trao đổi thêm. Xin kính chào.